xin chào cô chú. Hôm nay thì bên hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một số cái dòng năm cánh trắng và nói chung là một số cái mặt hoa đang rất là hot thị trường hiện tại. Và ngày hôm nay thì con sẽ có năm cánh trắng HO nè, năm cánh trắng Quang Trung, năm cánh trắng Chumurai, Hà Tĩnh, 6789, Tình Anh Em. Nói chung là rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Và số điện thoại của con là 0908 846 804. Còn cái địa chỉ của con nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ngày hôm nay thì con sẽ giới thiệu các cô chú mình xem cái hình cây của một số dòng năm cánh trắng hiện tại bên hàng bên con đang xuất bán để các cô chú mình về sưu tầm. Và mã số đầu tiên thì con xin giới thiệu với các cô chú đây là cái dòng năm cánh trắng Chumurai. Và cái mặt hoa này của nó rất là đẹp nha cô chú. Cái dòng Chumurai này của chúng mình nhìn hai mắt của nó rất là gọn luôn. Và cái mặt hoa này cánh bay cong vút nha cô chú. Đây là dòng năm cánh trắng Chumurai. Và cái dòng năm cánh trắng Chumurai này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 4 triệu. Đang có một cái thân mẹ, nói chung là thân rất là lực. Còn cho cô chú mình xem hình cây. Mã số 1 giá 4 triệu nha cô chú. Năm cánh trắng Chumurai, mặt hoa chuẩn như hình, cánh bay cong vút luôn, rất là đẹp và hai mắt của nó rất là gọn nha cô chú. Và cái cây năm cánh trắng Chumurai thì chuẩn bị đứng ngọn rồi nha cô chú. Và ở đây á, cô chú mình nhìn con nè, ở đây có một mầm đang lên. Và ở trên cái thân mẹ thì đang có kia để chuẩn bị lên kia nè cô chú. Năm cánh trắng Chumurai, mặt hoa chuẩn như hình. Hàng này là hàng phân chậu cho cô chú, đã xuống rễ rất là khỏe rồi. Cho cô chú mình cứ yên tâm về sưu tầm. Một thân mẹ đang có một kia. Đây chuẩn bị là một mắt thức đang chuẩn bị sẽ bắt đầu bật một bật kia lên đó cô chú. Và một cái mầm gốc rất là đẹp nè. Đây là dòng năm cánh trắng Chumurai. Và mã số là mã số 1. Kích thước hiện tại của cái mã số 1 này, con đo cái thân mẹ này là 10cm. Và cái mầm thì được khoảng có hơn 2cm. Và giá tiền của nó ngày hôm nay con bán ra với giá tiền là 4 triệu nha cô chú. Năm cánh trắng Chumurai, giá tiền là 4 triệu và mã số của nó đó là mã số 1. 4 triệu cho mã số 1. Mã số 1 nha cô chú, năm cánh trắng Chumurai, giá 4 triệu. Tiếp theo đây là một cái dòng với hạt di linh trắng nha cô chú. Và cái dòng di linh trắng này hiện tại thì bên cửa hàng mình còn bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 1,4 triệu. Và cái thân này thì vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú. Và đây chuẩn bị là sẽ bật con gốc lên rồi. Nói chung là đang rễ bắt đầu xuống rễ rất là khỏe nè. Đang ra rễ rất là tốt nha cô chú. Đây là dòng năm kinh, đây là dòng di linh trắng. Mặt hoa này nói chung rất là đẹp và mắt nó rất là sáng nè. Đây. Chuẩn bị là bật con gốc lên nha cô chú. Đây là giò di linh trắng, mã số là mã số 2. Và còn bán ra với giá tiền là 1,4 triệu cho mã số 2 di linh trắng. Tiếp tục mã số 3, đây là một cái dòng năm cánh trắng. Mặt hoa này là mặt hoa mũi trắng luôn. Và cái hai mắt này cô chú cực kỳ đẹp, cực kỳ đậm luôn á. Và nguyên cái giò này là giống như bọt đó cô chú, chỉ còn một ít chót lưỡi là sẽ bọt rồi. Đây là dòng năm cánh trắng Tình Anh Em. Một số cái mặt hoa này nở thực tế tại cửa hàng mình còn rất là đẹp nha cô chú. Năm cánh trắng Tình Anh Em. Và con bán ra cái kia năm cánh trắng Tình Em cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 4 triệu. Năm cánh trắng Tình Anh Em đang bật con gốc rất là đẹp nha cô chú, giá tiền là 4 triệu và mã số là mã số 3. Đây. Cô chú mình nhìn giùm con nè, mầm gốc đã bật lên rồi nè cô chú và rễ đâu đâu đây xuống rễ rất là khỏe luôn. Đây là dòng năm cánh trắng Tình Anh Em. Và thằng này thì vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú. Và giá tiền ngày hôm nay thì con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền á là 4 triệu. Và kích thước của cái mầm này thì con đo được là 6cm. Đây là dòng năm cánh trắng và đây là năm cánh trắng Tình Anh Em. Mã số là mã số 3. Giá tiền của nó ngày hôm nay con bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm cái mã số 3 này với giá tiền là 4 triệu cho mã số 3, năm cánh trắng Tình Anh Em. Mã tiếp theo đây là một cái dòng năm cánh trắng, mặt hoa là mặt hoa màu blue rất là đẹp của chú. Và cây này là cây mũi trắng. Và cái mặt hoa này của chú mình nhìn giùm coi là hoa của nó cực kỳ to luôn của chú, rất là to. Cái dòng này là dòng năm cánh trắng 6789. Và cái dòng 6789 này ngày hôm nay con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm một cái kỳ rất là đẹp. Và con sẽ bán ra với giá tiền là 2,7 triệu. Và mã số của nó là mã số 4 nha cô chú. Đây là dòng năm cánh trắng 6789 mà số 4, giá tiền của nó là 2,7 triệu cho mã 4. Đây. Và cái giò này của chúng mình nhìn con đã xuống rễ nè và cái mầm gốc nó đang bật rất là sáng của chú. Bật hai mầm gốc luôn. Cái này mua về thì mình sẽ rất là hòi nha cô chú. Và cái cây này thì vẫn có đang đi ngọn phà phà luôn. Kích thước hiện tại của cái dòng 6789 này con đo được là 6cm. Và con sẽ bán cái giò này cho các cô chú mình sưu tầm với giá tiền là 2,7 triệu. Đây chuẩn bị là bật mầm gốc nó rất là đẹp nha cô chú. Mã số là mã số 4, hàng thường chậu rồi. 2,7 triệu cho mã 4. Đây là dòng năm cánh trắng 6789 mã số 4. Tiếp tục đây là một cái mặt hoa năm cánh trắng ban mê nha cô chú. Và cái mặt hoa này là nở lại tại thành phố Hồ Chí Minh nè. Các chú mình thấy mặt hoa của nó rất là đẹp. Năm cánh trắng ban mê, hoa cực kỳ đẹp nha cô chú. Hai mắt rất là gọn và cô chú mình nhìn đây là dòng mũi trắng. Đây là mặt hoa năm cánh trắng ban mê.
con của chú mình nhìn nè, cây ông ơi đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe rồi, đang đi ngọn phà luôn. Và kích thước hiện tại của nó ngày hôm nay á, con đo được là khoảng 9 cm nè cô chú, kích thước chuẩn là 9 cm, mặt hoa rất là đẹp nha cô chú, nằm kinh trắng băng mê. Và cái mầm gốc đây đã bắt đầu bật mầm gốc luôn nè, đang bật mầm gốc nha cô chú, nằm kinh trắng băng mê, đã xuống rễ rất là nhiều. Và con sẽ bán ra cho các cô chú mình cái giò này với giá tiền là 6,5 triệu và mã số là mã số 5. Đây là dòng 5 cánh trắng 30 nha cô chú, mặt hoa khỏi phải chê rồi. Mã số 5, giá tiền là 6,500,000 cho mã số 5. Rất là lực nha cô chú, 5 cánh trắng 30, mã số 5, giá 6,5 triệu. Tiếp tục mọc hoa tiếp theo, đây là cái dòng 5 cánh trắng Củ Chi. Củ Chi thì hoa của nó rất là to chú, và hai khu hoa đó chú nhìn rất là đều nè, 5 cánh trắng Củ Chi. Và mã số ngày hôm nay con bán ra đó là mã số 6, giá tiền của nó là 5 triệu. Đây là dòng 5 cánh trắng Củ Chi mã 6 nha chú. Với cây này thì đang tổng cộng là bật 2 mắt chính và 1 mắt phụ, rồi đã bật một góc hết luôn rồi, rất là lực. Cây đứng ngọn nha cô chú, mã số 6, giá tiền là 5 triệu. Và cái dòng này thì mình mua về nó sẽ rất là mau phát nha cô chú, tại vì đã bắt đầu lên luôn nè, ở hai mắt và một mắt phụ nè. Cây này mình vừa đảm bảo là rất là lòi nha cô chú, chỉ với giá tiền là 5 triệu thôi. Và kích thước của nó ngày hôm nay thì con đo được là tầm khoảng 4 cm. Đây là dòng 5 cánh trắng Củ Chi, với giá tiền con bán ra là 5 triệu. Cây đã xuống rễ rất là khỏe rồi, đang bật 3 mầm gốc nha cô chú, 5 cánh trắng Củ Chi mã số là mã số 6, giá tiền của nó là 5 triệu cho mã 6. Cây cực kỳ đẹp luôn. Và mã tiếp theo đây là mã số 7 nha cô chú, đây là cái dòng 5 cánh trắng Hiển Oanh. Mặt hoa này là của chú mình, nói chung ai cũng biết cái mặt hoa này. Và cái dòng 5 cánh trắng Hiển Oanh bên con thì cây đem bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe rồi, và vẫn ở đây đi ngọn luôn, đang bật theo một góc nha cô chú. Dòng này nói chung rất là lực, rất là dễ trồng. Mã số hiện tại con bán ra đó là mã số 7, và con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 16 triệu. Và đây là cái dòng 5 cánh trắng HO, còn 5 cánh trắng Hiển Oanh nha cô chú, giá tiền của nó là 16 triệu, mã số là mã số 7. Đây là cái hình cây mã số 7 nha cô chú, 5 cánh trắng Hiển Oanh. Và kích thước hiện tại của cây này thì hôm nay con đo được cho các cô chú mình sưu tầm đó là gần 5 cm, kích thước chuẩn là gần 5 cm nha cô chú. Và ở đây thì cô chú mình nhìn nè, và cho chú mình xem kỹ nha. Ở đây là một cái mầm gốc nè cô chú, đã nhú rồi nè. Đây, bên đây là đang có một cái mầm chuẩn bị bật luôn cô chú. Và cái giò này thì về thì nó sẽ bật ít nhất là khoảng 2 mầm gốc nữa nha cô chú, tại vì nó vẫn còn mắc phụ đó. Đây là dòng 5 cánh trắng Hiển Oanh, và con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 16 triệu cho mã số 7. 16 triệu mã số 7 nha cô chú, 5 cánh trắng Hiển Oanh 16 triệu mã 7. Tiếp tục đây là cái mặt hoa 5 cánh trắng Hà Tĩnh nha cô chú. Và cái dòng Hà Tĩnh này thì hoa của nó rất là to, mặt hoa cực kỳ đẹp của chú, cái hoa nở chưa được đạt á, cái hoa Hà Tĩnh này hoa rất là to. Và con bán ra cho các cô chú mình sưu tầm cái giò này, mã số là mã số 8, với giá tiền là 6,5 triệu nha cô chú. Bạn lá rất là to và cây rất là đẹp luôn, 5 cánh trắng Hà Tĩnh. Đây là cái hình kia mã số là mã số 8 nha cô chú, giá tiền là 6,500,000. Và kia này của chú mình nhìn được con nè, nói chung là đã xuống rễ rất là khỏe rồi. Và kích thước hiện tại của kia này con đo được cái cô chú mình sưu tầm đó là khoảng 5 cm, kích thước chuẩn là 5 cm nha cô chú. Đây là cái dòng 5 cánh trắng Hà Tĩnh, và mã số của nó hiện tại đó là mã số 8, và còn bán ra với giá tiền 6,500,000 cho mã 8. 5 cánh trắng Hà Tĩnh nha cô chú, mã số là mã số 8, 6,500,000. Tiếp đây là một cái mặt hoa 5 cánh trắng Quang Trung nha cô chú. Và cái giò Quang Trung này là một cái mặt hoa mắt màu blue rất là đẹp, 5 cánh trắng tinh luôn. Và mã số của giò 5 cánh trắng Quang Trung là mã số 9, và cũng là mã số cuối cùng. Còn bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 1,4 triệu nha cô chú. 5 cánh trắng Quang Trung giá là 1,4 triệu. Và đây là cái mầm của 5 cánh trắng Quang Trung nè cô chú, rất là lực luôn. Và cái thân già thì chưa khai thác mắt nào. Và kích thước cái thân mẹ của nó hiện tại đang là 7 cm, và cái mầm được khoảng 4 cm rồi. Và giá con bán là 1,400,000 cho mã số 9 nha cô chú, 5 cánh trắng Quang Trung. Và vẫn còn một số cái mắt thức 5 cánh trắng Quang Trung mà mình sẽ quay cho các cô chú mình xem luôn. Mã số 9 nha cô chú, giá tiền của nó là 1,400,000 cho mã 9. Và đây là 5 cánh trắng Quang Trung, mã số của nó đó là mã số 10. Hiện tại đang có 2 kg đã xuống rễ luôn rồi nha cô chú. Hàng này là hàng thuần chậu rồi, mã số là mã số 10, 2 kg, nói chung mà đã xuống rễ, đang chuẩn bị là bật một gốc luôn rồi cô chú. Mầm gốc rất là sáng rồi, đã xuống rễ. Và giá tiền con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm cái giò này đó là 900,000, và mã số là mã số 10 nha cô chú, giá 900 mã số 10, 5 cánh trắng Quang Trung 2 kg đã xuống rễ. Đây là mã số 11 nha cô chú, cũng có tổng cộng là 2 kg đã xuống rễ luôn, 1 kg đã xuống rễ và một cái mắt thức nha cô chú. Và con vẫn bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm cái dòng 5 cánh trắng Quang Trung này với giá tiền là 900, mã số của nó đó là mã số
11 nha cô chú, 900.000 cho mã số 11. 5 cánh trắng Quang Trung, mã 11, 900. Đã khúc kia 5 cánh trắng Quang Trung, mã cuối cùng đó là mã số 12. Và con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 500.000 cho mã 12. Đây cũng là mã số cuối cùng nha cô chú, 5 cánh trắng Quang Trung. Số thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ nằm ở phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú.